Hello hello, chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khu nhà lầu đồng bộ 8 căn nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 và nằm đối diện với trường Cao đẳng Điện lực. Đối diện với khu nhà mình sẽ là một căn biệt thự cực kỳ khủng khiếp, ngang lên tới 30m, sâu là tầm 40m nha, một căn biệt thự vườn. Và khu nhà mình thì nằm ở phía bên tay trái bên này, con đường thông nha. Khúc đường lớn thì nó lên tới khoảng tầm 8-10m và khúc đường nhỏ sẽ là 6m nha. Căn nhà phía ngoài này thì trước đó là chủ nhà giao bán 3,9, bây giờ giảm giá chỉ còn giao bán với giá là 3.800.000.000 thôi, giá 100 nha. Căn này hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Căn góc hai mặt tiền đã bán và đã về ở rồi nha. Đường thông, thông từ trục đường Nguyễn Ánh Thủ, trục đường Hà Huy Giáp sang các trục đường nhánh. Khúc đoạn đường này rộng lên tới 10m, rất rộng. Đối diện sẽ được quy hoạch là một công viên cây xanh. Đây, chúng ta cùng xem khu nhà mình. Tuyệt đẹp luôn. Một khu nhà cực kỳ cao cấp nha. Căn góc hai mặt tiền đã dọn về ở rồi. Và chúng ta sẽ đến với căn nhà ngang 5m6, độ dài là 13m. Được xây dựng với kết cấu một trệt một lửng, đúc kiên cố hai lầu. Đây là con đường trước nhà mình. Con đường này sau này nó sẽ rộng khoảng tầm 10m nha. Bây giờ thì lòng đường rơi vào tầm 8m. Bên này thì sẽ quy hoạch là một công viên. Nhà này có 1.000m đất nhưng mà 900m quy hoạch làm công viên rồi. Và bên này là dãy nhà phố đồng bộ 5 căn, đã bán được 1 căn rồi. Bên đó thì giảm giá chỉ còn với giá là 3.7 thôi, giá 100. Căn nhà này trước đó là giao 4.000.000 và bây giờ thì giảm giá. Giảm ngay 150.000.000, chúng ta chỉ còn giao bán với giá là 3.850.000.000 thôi nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Thế Trạch. Mặt tiền được làm cực đẹp theo phong cách nhà phố Tân cổ điển. Đây, chúng ta cùng xem lại gần hơn. Ngang tới 5m6, độ dài là 13m. Sẽ có hai khoảng mái thái trên cùng và cột được sơn giả đá, cũng như mặt tiền được sơn màu nhìn cực đẹp, cực kỳ sang trọng. Nhà mình sẽ có một lớp cổng sắt cực kỳ chắc chắn ở phía ngoài này. Và bên trong sẽ có một khoảng sân đậu xe máy thoải mái nha. Khoảng sân này dài khoảng tầm 3m, đậu được khoảng tầm lên tới 7-8 cái xe máy ở khu vực này. Khoảng sân rất là dài nha mọi người. Vâng, chúng ta cùng di chuyển vào trong nha. Một khoảng sân cực kỳ rộng lớn và thoải mái đậu nha. Trên này thì chủ nhà sẽ lợp mái thái cho nhà mình. Bây giờ thì chưa có lợp nha mọi người. Đây, mặt tiền được làm theo phong cách kiểu cực kỳ đẹp. Giảm ngay 150.000.000, giá giờ chỉ còn có 3.850.000.000 thôi nha. Vẫn còn thương lượng. Và nếu quý vị nào liên hệ tới nhà đất Bắc Hưng trong mùa Covid này thì sẽ có giá tốt để mua để ở cũng như là mua để đầu tư. Khoảng cách ô tô đậu từ phía sân đậu xe máy đậu vào trong thì nó dài được khoảng tầm 6m, có thể đậu được thoải mái các loại xe hơi. Tường sẽ được dán giấy tường và làm trí đắp thạch cao. Một trệt một lửng, đúc kiên cố hai lầu nha. Có tới 5 phòng ngủ. Trên sẽ có trần thạch cao đơn chùm này. Mẫu nhà làm rất đẹp luôn nha mọi người, hướng Tây Bắc. Và giá các căn ở đây thì 5 căn thì giờ chỉ còn 3.7 thôi. Căn phía ngoài kia thì chỉ còn 3.8 thôi nha. Giảm giá trong mùa Covid này. Khu vực phòng bếp này thì chúng ta sẽ có khu vực cầu thang phía ngoài đúc 90 phần. Và nhịp thì khoảng tầm 15 phần một nhịp. Trụ gỗ cam xe. Nhà mình ngang rộng lên tới 5m6 nha. Rất rộng rãi. Làm giật cấp lên cao khoảng tầm 10 phân.
vẫn là gạch bóng kính gạch 80 ở khu vực phòng bếp này. Và gạch ở đây thì cũng cao, ốp ghen cao khoảng tầm 1,5 m. Bộ tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi. 5 nhà vệ sinh. Nhà làm rất đẹp luôn nha mọi người. Và chúng ta cùng bá Hưng di chuyển lên khu vực tầng lừng nhé. Đây, chúng ta cùng di chuyển lên tầng lừng nha mọi người. Đây là tầng lừng của nhà mình. Khu vực tầng lừng này thì sẽ được chủ nhà làm rất rộng. Nhà mình tới 5,6 m cơ. Y như một căn biệt thự mini rồi. Đây, có đèn chùm, trần thạch cao, dán giấy dán tường, cũng như là chúng ta được làm cầu thang về một góc thôi. Rất đẹp phải không ạ? Nhà ngang rộng thì quý vị mua về ở thì cực kỳ thoáng mát. Đây, chúng ta cùng xem ngược lại. Giá bán chỉ còn 3,850 tỷ thôi. Giá này vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt một chút nữa. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực phòng ngủ 1 và 2 nha. Toàn bộ cửa vào phòng ngủ sẽ là cửa gỗ cắp xe. Phòng ngủ của nhà mình thì được ốp gạch 60. Phòng rất rộng lớn nha mọi người. Mỗi phòng thì có riêng một toilet. Đây, ta cùng xem ngược lại. Phải nói là một cái phòng có bề ngang rất rộng. Cửa sổ bên hông này và ban công đúc 1,2 m. Đây, chúng ta cùng xem khu vực phía ngoài. Hoàng hôn cực đẹp. Cảnh hoàng hôn rất đẹp nha. Phía ngoài này thì sau này sẽ quy hoạch làm công viên cây xanh. Và đây chúng ta cùng xem khu vực phòng ngủ số 1 ở phía trước. Phòng ngủ rộng và thoáng nha. Toilet riêng nha. Đây, toilet nhà mình này. Có bồn cầu, bồn rửa tay, hàng inox. Và gạch thì được ốp cao lên hết tường. Có vòi tắm massage, vòi tắm hoa sen. Có lỗ thoát ra phía ngoài này, lỗ thoát hơi. Và chúng ta di chuyển sang phòng ngủ số 2 nha. Phòng ngủ số 2 của nhà mình đây. Cũng rất rộng lớn và đẹp luôn. Trang trí cực kỳ trang nhã, sơn tường màu trắng kem hết. Không làm cầu kỳ hoa văn, mỹ nghệ nhiều. Nhưng mà rất đẹp nha mọi người. Toilet được đưa về bên này. Cũng được làm hết luôn, có thể lắp vách ngăn kính được nha. Nhưng mà bây giờ chủ nhà chưa lắp. Nếu vị khách hàng nào muốn lắp thì chúng ta về làm thêm. Toàn bộ cửa gỗ cam xe 4 phần cực kỳ dày và chắc chắn. Di chuyển lên phía lầu 2 sẽ là phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Đây, giống y phía dưới thôi. Phòng này thì cũng có một toilet riêng. Phòng ngủ rộng và thoáng. Và anh chị nào đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh giúp nhà đất Bá Hưng nha. Để không bỏ lỡ video từ nhà đất Bá Hưng, chúng ta hãy ấn vào biểu tượng chuông. Đây, phòng ngủ rất rộng. Có ban công. Đây là toilet số 4 nha. Toilet thì cũng có đầy đủ hết luôn. Gạch ốp sạch sẽ. Và đàn này thì đã đi sẵn đồ máy lạnh rồi. Các truyền hình, các wifi cũng có hết rồi nha. Về chúng ta sắm thêm nội thất thôi. Đây là phòng ngủ số 4 nha mọi người. Cũng làm giống với bên dưới luôn. Và một cái toilet số 5 y bên dưới.
Đấy, và Hưng đã hoàn thành video tại đây. Và quý vị khách hàng nào đang quan tâm hãy nhớ gọi cho Hưng. Và đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau. Xin chào.